Xin chào cả nhà. Sáng nay là hai vợ chồng Ngân đưa con đi học ở cả nhà. Đi về trên đường về là anh bảo nó chứ là muốn ăn cháo lòng. Mà nghĩ sáng sớm mà chở cái lòng heo rất là tươi. Đi chợ mua này cả nhà coi nè. Để anh tới gần cho giới thiệu cả nhà luôn nha. Cái phần này là phần cuốn họng heo nè. Lưỡi heo, bao tử, lòng, huyết, gan, tim. Đó. Thì những cái tất cả này mình làm sạch mấy giờ rồi, xong mình trần qua nước sôi, rửa lại một lần nữa để sạch. Thì bên đây em đã bắt một cái nồi nước sôi, đang sôi với lại bỏ hành tây rồi vào để cho nó thơm. Rửa mấy cái này sạch lắm luôn á cả nhà, sửa mấy nước luôn. Để lát nữa khi mà nấu nấu cái cháo lòng nó không có bị nước nó không có bị đục á. Cháo lòng dạ. Không tanh nữa. Thường cái lòng này đi chợ sáng là nó ăn ngon nhất luôn á. Tại vì heo nó sáng mới. Tươi mới. Để luộc cho nó chín ta. Cái này nữa. Để em rửa lại cho nó dính huyết á, sợ nó dơ. Ủa dính huyết thôi chứ đâu có gì đâu. Cháo bỏ vào một chút xíu muối và một chút xíu hạt nêm. Cái muối là to. Ở trong gạo mẹ có chà muối à. Rồi bây giờ để một lát nữa nha mọi người nha. Bên đây luôn. Đây là gì đây? Thịt bằm, thịt xay á, rồi xả bằm. Với lại ở đây gạo hôm trước, mấy hôm trước cả nhà thấy là mẹ hay rang gạo trong cái cháo lòng. Hôm nay thì mẹ rửa sạch, vo sạch rồi xong trộn với muối. Để lát nữa gạo của mình nó xanh, nó mềm mềm á. Đâu giá ăn càng thôi. Rồi bây giờ cháo rồi đó, bắt đầu hả cho chín rồi nè mọi người. Còn bên đây là hả đồ mình nè, có thể sắc ra phải không, sắc cái mâm phải không? Nãy là vừa vớt lên là bỏ trong cái nước lạnh. Nước lạnh đã lạnh. Mỗi lần sắc cái này là nhớ tới cái bộ dao thần thánh của anh á. Trong tất cả dao anh bảo mua nhiều dao cả nhà. Mà nên cứ thích con dao này nè, mỗi lần sắc thịt cũng thích con dao này. Nó bén. Cái phần này là cái thịt theo cái cuốn họng nè. Em sắc cho nó chỉ đi nha. Không, chắc cho dày dày chút ăn cho nó đã em chứ mấy chị nó dụng lắm. Dạ tí xíu chị gọi lại cho anh ở cho chị đặt lại. Đọc nha. Dạ. Đỡ ghê luôn. Lát thì phải tìm nửa tí. Sáng thì mua được cái tủ giày nè. Không, để gọi lại liền, để gọi lại liền. Để em gọi lại liền. Khách hàng kiếm mình mọi người. Nhiều cô chú á, mua hàng của tụi Ngân là sợ bị giả mạo rồi đó. Cho nên dù là cái chị làm phụ giúp Ngân á, là có nói cái nào cũng đòi nói chuyện với lại. Bắt buộc. Dạ. Bắt buộc mẹ nó mới an tâm được. Rồi các bạn ơi, bây giờ coi như là cháo xong rồi nè. Ngon lành cành đào, phong hành, ngò, gừng. Bên này là cái mâm thịt nè. Quá trời quá đất không hấp dẫn đâu. Không có thời gian để làm lầm dồi. Dạ. Rồi bây giờ mình sẽ mời tất cả mọi người cùng gia đình mình vào bàn nha. Xin chào cả nhà. Chào cả nhà. Rồi bây giờ hôm nay ăn cháo lòng mọi người. Hôm nay ăn sớm một khi hôm nay 10:30 à. Bây giờ 10:30. Trời ơi ui mà ăn cái cháo lòng này tôi nói lòng ấm lòng chiến sĩ, cứu lòng chiến sĩ. Rồi thôi bây giờ xin mời mọi người cùng vào bàn với gia đình mình nha. Rồi, chào ba mẹ. Mời anh. Rồi, của anh nha. Cái nhà mình của anh. Rồi. Xin mời cả nhà nha. Trời mưa này mà. Trời mưa này mà làm và làm cái cháo lòng là thấy ấm áp rồi. Ngay món ba thích ba. Thích nè. Đó. Con bỏ giá vô đi. Dài chấm ra chung rượu trong chiều mưa này là thấy nó ấm áp rồi. Rồi có lên ngồi đâu? Không anh không đi. Dạ. Lên ngồi lấy bánh nở nè. Lên ngồi sách đây bánh nở. Ở đây, nở nó té. Con múc cho, thẳng đây múc luôn. Con ngồi đây hả? Hả? Cái này để con hay ngồi. Để cái chè. Nha. Con ngồi sách đây. Sách đây bánh nở. Cho đây ăn. Cho lâu ăn là cháo lòng ngon lắm. Không nộn ngồi đây nha. Ngồi sách đây. Ai cháo lòng mình ăn với lại hả nước mắm xả ớt
Nay mưa quá thiếu chùa quậy. À, đúng rồi. Quậy. Tới lần ăn mới nhớ. Còn ăn không? Cả nhà bữa nào làm thử bỏ cái xả, xả bào á, bỏ vô nước mắm á. Mình thích ăn cái gì khác đây. Rồi, rồi chị ba. Rồi. Có để ăn ăn. Không, không. Xin chào cả nhà. Mang giá không? Dạ có. Rồi, ăn đi. Phải nó lung tung. Không mời cô bảy, không mời chú bảy. Rồi, mời cô ba. Mời cả gia đình nha. Bữa với gia đình mình. Tự nhiên. Mời con mời lên đây. Mời. Hả? Đi ra hả? Qua mấy ghế đi chào chưa? Đi chào ông bà cô chú chưa? Chưa. Rồi, ngồi đi đây ghế nha. Cho con đi rồi. Rồi, chào. Ở ghế không? Xong bữa nay là mình chở mẹ đi lên rửa đẩy thăm ông ngoại. Trời, có nắng không? Quay vườn cam quýt được thì quay đâu? Nhà to đâu. Lâu quá, bỏ vườn quýt luôn. Còn không, chủ nhật cũng ra không quá. Trời, ok, cảm ơn đi. Con nắng sao? Không có chi? Chi chi. Nào, quấn đi mang tự nhiên nha. Dạ. Bên này đúng không? Chiều không? Ừ. Ok. Chưa làm sao? Rồi chưa? Ok không? Ok. Ok. Có cảm ơn mẹ chưa? Đầu đó để thấy á, đó là chạm bà cô chú kìa. Chạm bà cô chú ơi. Cây nè, cây nha. Cây chạm bà cô chú đi kìa. Ngồi ngay chỗ đây là phải chạm. Cây. Chưa chưa. Dạ. Tăng cái cháu lòng kể cho cả nhà nghe con đường học vấn của Bali cũng lận đận lắm đấy. Hôm trước á, gửi qua trường Mai Khôi gửi được có tiếng à, là sơ trở về trở về. Cái hôm qua Ngân với lại mẹ chở Bali đi xin học cái trường cũng kế bên đó đó. Sáng này là sáng thứ 6, hai vợ chồng chở con đi học. Nên đi nửa đường thôi, ba bảo cô tội nghiệp con quá. Đi học ngày thứ 6 rồi, thứ 2 vô lại nó cũng khóc y chang à. Thôi để thứ 2 đi, lại chở về. Cưới. Cười. Dạ, đường học vấn của nó là sao lại bị ăn mặn à. Mà cô chú ta là sáng nay em đi học nên bận đồ mới mẹ Ngọc mua nè. Đồ mới bà không biết bà tưởng đâu bà áo ấy bà giật cái này hiệu ra rách cái áo luôn. Bà khéo tay đi. Bà không đi à? Quá đi à? Còn bà? Còn rất mặn quá. Làm sao để bao tử rồi lọc bãi rồi. Không. Nhà cô bãi làm này làm kịch lắm. Dạ. Nên là thích cũng thích ăn cháo lòng nên là cứ lâu lâu phải ăn hoài. Ăn thịt đi, ăn thịt đi mọi người. Ăn rồi, nhiều lắm à. Hấp nhiều vô. Ăn lắm. Biết thiếu gì không? Thiếu rau thơm. Dạ. Cái đầu lá quế chứ. Cái lá gai nữa ba ha. À, còn gai. Ăn cái này á, nhớ cái cảnh mà bây giờ ngồi ăn cái này là nhớ cái cảnh mưa ở ngoài miền Trung với ở ngoài Bắc nè. Ngoài Bắc là chi mà buổi sáng ăn lòng. Cái lỗ hả? Mấy hết xe luôn hả? Nấu cháo kiểu này cũng được. Khỏi cho dầu, khỏi xào nữa đã giỏi ra. Ít dầu mỡ ha. Đi ít dầu mỡ. Nấu ra là ăn mấy bả rồi ăn mướn không? Của anh là bao tử rồi quá. Cái này bao tử nấu cháo ngon. Rồi đó chị cũng biết ăn. Bây giờ là biết rồi, nhưng mà phải luộc cho mềm. Mềm ấy. Vừa, gà vừa luôn. Góp đi. Chú đi ra thẳng Quảng Trị luôn phải không? Dạ. Giờ vô thông Điền Quế luôn. Dạ. Chỗ đó là nhất đó phải không? Dạ. Chỗ mà bị chết bao nhiêu người đó. Phong Nha kẻ bàn cũng thu đó. Dạ. Điện thoại hả? Rồi mày biết rồi. Cảm ơn con. Cái điện thoại nó biết kêu. Có một khuôn á. Rồi có đứng ra té à. Thôi.
rồi con cũng có nhiều đoàn cứu trợ ra ngoài đó, nhiều đoàn. Nhiều lắm à, Tỷ Tiên đồ cũng đi ra trước rồi ha, Đăng Thành là ngày hôm qua. Bây giờ Đăng Thành Mỹ Hưng là Mỹ Hưng nghệ sĩ rồi, con kêu bọn ok mình chung tay góp sức vô đi, nói chung là không bao nhiêu đủ cho cái thời điểm này đâu. Đúng rồi, quá nè, quá lớn luôn. Năm nào cũng vậy. Nhưng mà năm này nặng nhất. Năm này nặng nhất cái số người. Mấy năm trước đó là số người dài ba năm mới một lần. Số người thiệt hại quá. Mà đợt này làm cán bộ đường cũng bị nữa. Cán bộ tịch cái trong đó luôn ha. Ờ. Để cứu hả? Đang ở trong cái đồn. Ở trong cái đồn cứu. Đá nó đổ xuống cái bùi đất hết trơn luôn. Lắp giải thấy sợ luôn. Cảm động vô cùng cảm động luôn. Có Hội An đó mà rất là gặp nó nửa cái nhà. Còn có cái nóc không à? Không thấy chiếu TV còn có nóc không? Tri ăn những người đó là những người anh hùng. Vô cùng thương tiếc. Vừa quả múc cháo rồi. Dạ. Bà có ba nghe. Nó sao? Không gì. Múc cháo rồi. Nó lên quá. Trời lại đổ cơn mưa mọi người ơi. Rồi, bữa ăn của gia đình đã xong rồi cả nhà ơi. Thôi, bây giờ mình cũng xin kết thúc video đây và chuẩn bị thay đồ ra đạt để chở mẹ mình lên rẫy thăm ông ngoại nha mọi người nha. Thì xin hẹn gặp lại mọi người ở video ngày mai. Chào mọi người. Bye bye.